Xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tin nóng 24 giờ trên kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh đôi vợ chồng vượt 300 km mang đàn chó 15 con về Cà Mau và bị tiêu hủy khiến nhiều người xót thương. Trước những bất bình của cư dân mạng, mới đây, Chủ tịch huyện Trần Văn Thời đã nghẹn ngào chân tình về sự việc. Để thông tin về vụ việc này, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời đã nói: tôi đã liên hệ qua điện thoại với ông Khanh và Hùng. Qua trao đổi, cả hai nói có tiếc, ngầm ngùi khi đàn chó bị tiêu hủy, nhưng họ chấp hành để phòng chống dịch. Họ nói sợ lây nhiễm dịch cho người khác, phía địa phương cũng chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch. Phòng chống dịch phải đi trước, trên một bước, lo cho tính mạng con người là đầu tiên. Còn nếu chu toàn cho đàn chó mà đẩy lây lan dịch thì chính quyền địa phương phải gánh trách nhiệm rất lớn. Đến chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp thông tin cho báo chí về vụ việc. Nói về căn cứ pháp lý khi tiêu hủy đàn chó, ông Công cho biết: "Công tác phòng chống dịch là trước là trên hết. Đảm bảo sức khỏe tính mạng, chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly là vấn đề quan tâm số 1. Đó là cái lý để chúng tôi tổ chức tiêu hủy." Theo ông Công, nói về quy định thì Bộ Y tế đã có công văn 4156 khuyến cáo người nhiễm COVID-19 không tiếp xúc gần với người khác và động vật. Trong khi đàn chó này nếu quản lý không được thì đó là một nguy cơ lớn. Bên cạnh đó, Nghị định 117 năm 2020 có quy định cụ thể về việc xử lý đưa động vật từ vùng dịch về. Lý do vì sao chúng tôi không cách ly dài ngày đối với đàn chó thì vẫn quan điểm chống dịch là trên hết. Sự lây nhiễm, chống lây nhiễm là trên hết. Vấn đề tiêu hủy nhận được sự đồng tình của bà con. Bà con mừng lắm, nếu không khéo để đàn chó này chạy ra ngoài hay cắn người nào đó trong khi chủ nằm điều trị ở bệnh viện, không ai chịu trách nhiệm hậu quả, ông công nói. Còn anh Hùng, chủ nhân của đàn chó thì chỉ chia sẻ ngắn gọn qua điện thoại. Giờ tôi mệt mỏi lắm rồi. Việc một đoàn người về quê tránh dịch mang theo đàn chó 15 con, rồi có kết quả cả 5 người mắc Covid-19, đàn chó bị tiêu hủy. Đây là chuyện hy hữu và cũng là lần đầu địa phương gặp tình huống này. thấy người về từ vùng dịch có kết quả dương tính là mang theo đến 15 con chó, một con mèo. Bác sĩ Đỗ Kim Chi, trường trạm y tế xã Khánh Hưng đã báo về trung tâm y tế huyện xin ý kiến. Kết quả nhận được chỉ đạo yêu cầu phân luồng người bệnh, đồng thời ý kiến cho gia đình, quản lý đàn chó, mèo, thực hiện tốt phòng chống dịch, không làm ảnh hưởng đến khu cách ly. Xong nhiều người trong khu cách ly và người xung quanh lại sợ đàn chó mèo không được quản thúc kỹ sẽ chạy lung tung. Đồng thời, họ cũng sợ chúng làm lây lan dịch bệnh nên phản ánh với Ủy ban nhân dân xã và ban điều hành khu cách ly. Trong đó, yêu cầu thực hiện tiêu hủy đàn chó, mèo nói trên nếu không đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chiều mùng 9 tháng 10, kết quả xét nghiệm PCR cả 5 người trong nhóm anh Khanh, Hùng, Dương tính nên được ngành y tế chuyển đến bệnh viện Trần Văn Thời điều trị. Lúc này, người dân lại tiếp tục phản ánh về đàn chó mèo. Từ đêm mùng 8 đến sáng mùng 9 tháng 10, đàn chó, mèo tiếp tục chạy rong trong khu cách ly làm ảnh hưởng nhiều người. Trước áp lực về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và từ bà con nhân dân, tác động từ những người đang cách ly trong khu vực, ban điều hành tiếp tục yêu cầu gia đình, người nuôi chó, mèo quản lý để đảm bảo vệ sinh trong khu cách ly và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nếu không đảm bảo thì tiến hành tiêu hủy. Lúc này gia đình người nuôi không có ý kiến gì, ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời cho biết khi đó ban điều hành vừa bị áp lực về công tác phòng chống dịch vừa phải chăm lo bố trí chỗ ăn, ngủ cho người cách ly điều trị. Chưa kể người dân trong khu cách ly, bà con nhân dân xung quanh bên ngoài cũng gây áp lực lên ban điều hành. Họ lo ngại lây lan dịch bệnh vì chủ nhân của đàn chó, mèo đã mắc covid-19. Đến 7 giờ 30 ngày 9 tháng 10, mọi người tiếp tục phản ánh về việc lo sợ đàn chó chạy rông làm ảnh hưởng đến họ. Lúc này ban điều hành tiến hành lập biên bản tiêu hủy 15 con chó, một con mèo ở phía bên ngoài khu cách ly, trước sự chứng kiến và đồng tình của người dân. Sau khi có thông tin về đàn chó 15 con bị tiêu hủy, đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau trong dư luận về vụ việc này. Liên quan vụ đàn chó bị tiêu hủy ở Cà Mau, hôm nay, ngày 11 tháng 10, đại diện Cục Thú Y cho biết, đến thời điểm này, chưa có bằng chứng nào nói động vật nhiễm virus SARS-CoV-2 lây lan sang người. Vì này cho biết, theo báo cáo của 40 quốc gia, thì cũng đã phát hiện chó, mèo nhiễm virus SARS-CoV-2 do chủ của chúng cũng bị nhiễm. Theo khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, thì trong trường hợp chủ chó, mèo mắc COVID-19, thì chó, mèo phải được nuôi nhốt. Trong tài liệu dự thảo mới nhất của Tổ chức Nông, Lương, Liên Hiệp Quốc, FAO, cũng không khuyến cáo buộc phải tiêu hủy. Đối với việc tiêu hủy 15 con chó ở Cà Mau, đại diện Cục Thú Y cho rằng cần làm rõ ai đã lấy mẫu xét nghiệm cho đàn chó đó, đã có đơn vị nào xét nghiệm SARS-CoV-2 trên đàn chó chưa. Bởi theo chỉ đạo trong ngành thú y, thì tri cục thú y vùng 7 được ra nhiệm vụ xét nghiệm và kết luận chó có nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Về mặt năng lực, các cơ quan y tế hoàn toàn có thể xét nghiệm được, nhưng đây là động vật nên trách nhiệm thuộc về cơ quan thú y. Ngành thú y đã được phao, tổ chức y tế thế giới tập huấn. Sau đó, chúng tôi báo cáo sang Bộ Y tế để thẩm định các phòng xét nghiệm thú y có thể xét nghiệm được SARS-CoV-2 trên người. Đồng thời, nội bộ ngành thú y cũng tự đánh giá theo quy định, có 7 vùng, trung tâm chuẩn đoán, xét nghiệm SARS-CoV-2 trên động vật. Đại diện Cục Thú y cũng cho biết, trong quy định của luật thú y và thông tư số 7, khi chó, mèo mắc bệnh dài là buộc phải tiêu hủy. Ngoài ra, luật thú y cũng nêu nguyên tắc chung là khi động vật mắc bệnh nguy hiểm, có khả năng lây lan ra diện rộng, đặc biệt có khả năng lây lan sang người thì bắt buộc có biện pháp phòng chống cụ thể trong đó không loại trừ việc tiêu hủy. Vị này chia sẻ. Trong trường hợp đàn chó bị tiêu hủy ở Cà Mau, tôi cho rằng chúng ta cần có cách nhìn thông cảm, khách quan với chính quyền địa phương, nhất là khi họ đang phải chịu áp lực phòng chống dịch bệnh trong thời gian dài. Người ta quan ngại khi chủ chó mèo không quản lý được, đàn chó đó có tiếp xúc với người khác, bài thải ra virus khiến virus lây lan. Được biết, Cục Thúy Y đang xây dựng dự thảo hướng dẫn ứng phó, giám sát SARS-CoV-2 trên động vật. Cục Thú y đã lấy ý kiến của các địa phương, hiện đang lấy ý kiến của các chuyên gia quốc tế, dự kiến 1 đến 2 tuần tới sẽ ban hành. Thông tin từ đại diện Cục Thú y cho biết thêm. Dự thảo cũng hướng phòng bệnh là chính, vì dù chưa có bằng chứng virus SARS-CoV-2 từ động vật lây sang người, tuy nhiên, do thời điểm virus bài thải ra, nếu con người tiếp xúc có thể nhiễm bệnh. Trước đó, anh Phạm Minh Hùng, 49 tuổi, quê ở Bình Dương, nhưng đến Long An làm thợ hồ. Dịch bùng phát khiến anh Hùng và vợ nghỉ việc, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Hôm mùng 8 tháng 10, vợ chồng anh Hùng chạy xe máy cố kỹ, chờ lình kình đô đạc cùng đàn chó theo gia đình người quen là anh Nguyễn Duy Khanh về xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, tránh dịch. Hình ảnh vợ chồng anh Hùng chở những chú chó trật tự ngồi trên xe, vượt hành trình dài khoảng 300 km khiến nhiều người thích thú, thậm chí là xúc động dọc đường nhiều người biết chuyện đến hỏi thăm góp sữa và nhắc nhở vợ chồng anh Hùng chạy xe cẩn thận thậm chí họ còn dặn dò anh nhớ cho đàn chó uống thêm nước dọc đường khoảng 22 giờ 30 cùng ngày nhóm của anh Hùng Khanh về đến cà mau và được trung tâm chỉ huy xã Khánh Hưng đưa vào cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông Khánh Hưng đàn chó 15 con và một con mèo của anh Hùng và Khanh cũng được đưa vào do không có người trông coi nên lúc nhóm anh hùng khanh đang được lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm đàn chó mèo chạy rông trong khu cách ly thấy đàn chó lạ người trong khu cách ly phản ứng họ sợ chúng làm mất vệ sinh môi trường gây nguy hiểm trước sự phản ứng này bà điều hành khu cách ly yêu cầu nhóm của khanh buộc đàn chó mèo ở lại một điểm để quản lý không làm ảnh hưởng người xung quanh về kết quả test nhanh bốn người trong nhóm của anh hùng khanh dương tính ncov trong lúc nhóm anh Khanh, Hùng chờ kết quả PCR, đàn chó mèo bị tuột dây lại chạy trong khu cách ly. Bà điều hành tiếp tục yêu cầu họ quản lý để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đàn chó 15 con, gồm 4 lớn, 11 con còn lại vừa và nhỏ, được bỏ vào bao tải và rổ nhựa rồi để bên ngoài phòng cách ly. Theo đó, hành trình về quê của vợ chồng anh Hùng đã kết thúc. Việc tiêu hủy 15 chú chó, mặc dù để lại nhiều thương xót, nhưng cách làm này của chính quyền cũng chỉ là để bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho bà con và cần nhận được sự cảm thông của mọi người. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!